bao công ty nhộn nhịp làm đẹp tại nhà Mai Design nha các chị ơi. Đây là lượng khách hàng luôn như chạy hội chương có 7 giờ sáng tại một tầng lầu làm dịch vụ tại nhà Mai Design. Các chị ơi, ngày hôm nay Mai Design đang cung đường những chương trình ưu đãi nha. Cho đại lễ 2 tháng 9 là những kiện nào mình ở gần các cơ sở chi nhánh của Mai Design. Thì các chị hãy đến ngay với các cơ sở chi nhánh của Mai Design để mình được làm đẹp nha. Bởi vì Mai Design đang những chương trình ưu đãi cực kỳ là lớn luôn. Ưu đãi cho tất cả các dịch vụ làm đẹp tại nhà Mai Design. Đi càng lâu ưu đãi càng nhiều nha. Đi nhóm gấp một người sẽ được ưu đãi 20% cho tất cả mọi dịch vụ làm đẹp tại nhà Mai Design. Đi 2 người sẽ được ưu đãi 30%. Đi 3 người sẽ được ưu đãi lên tới 50% cho tất cả mọi dịch vụ làm đẹp tại nhà Mai Design nha. Còn tất cả những dòng sản phẩm tại nhà Mai Design thì sao? Ưu đãi sâu, ưu đãi mạnh lên tới 20% cho tất cả những sản phẩm làm đẹp tại nhà Mai Design. Những combo sản phẩm như là combo N3 để xử lý nám nè, combo B1 để làm trắng da, combo F1 để xử lý sẹo gỗ và combo B19 để xử lý mụn triệt đều cũng đang được ưu đãi giảm mạnh giảm sâu nha. Đặc biệt khi mua sản phẩm tại nhà Mai Design, mua càng nhiều sẽ được tặng quà mang về cho các chị yêu nha. Ví dụ như các chị mua bộ combo xử lý nám đi, bộ N3 sẽ được tặng kèm theo một cái dòng sản phẩm là xịt tẩy lông an toàn chuyên nghiệp tại nhà, lên tới là 420.000 đồng. Bộ B1 cũng được ưu đãi tặng kèm chai tẩy lông an toàn chuyên nghiệp tại nhà và được giảm mạnh giảm sâu, còn giá là 1.550.000 đồng. Còn bộ combo F1 cũng sẽ tặng F1 đang được ưu đãi chỉ còn 2.100.000 đồng nha. Bộ combo V19 đều hỗ trợ xử lý mụn triệt để cũng sẽ được ưu đãi cho mình chỉ còn 1.599.000 đồng, cũng sẽ được tặng kèm theo một dòng sản phẩm tẩy lông an toàn chuyên nghiệp tại nhà. Nên các chị yêu ơi, các chị có nhu cầu mua sản phẩm trên online thì mình bình luận lại cho mình trên like giùm em. Còn những tình yêu nào và mua một lần thì mình làm ra nữa đúng không? Còn những tình yêu nào mà muốn mua trực tiếp là các cơ sở chi nhánh của Mai Design thì mình di chuyển tới 15 cơ sở chi nhánh của Mai Design để mình được làm đẹp nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì ghé qua giùm em 88 Trần Văn Bánh, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở Bình Dương là 23 16 quận 32, khu phố Bình Thuận 2, quận Giao, quận An, Bình Dương. Ở Hà Nội là số 6 Nguyễn Văn Toàn, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Ở Đà Nẵng là 97-99 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng. Ở Cần Thơ là 67 Quan Nhân Phường, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ở khu Lê Thuộc là 697 Ngô Quyền, Tấn Lợi, khu Lê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk. Ở khu Phúc là 98, phường 30 tháng 4, Dương Đông, Phú Quốc, Yên Giang. Các chị ơi, tất cả các cơ sở của nhà của Mai Design đều đang được diễn ra chương trình ưu đãi khuyến mại đồng loạt cho toàn bộ hệ thống của Mai Design nha. Các chị đến khi nhắm cơ sở nào cũng sẽ được làm đẹp, các chị đến lúc khi nhắm cơ sở nào cũng sẽ được làm xinh nha. Và tất cả những dịch vụ làm đẹp tại nhà Mai Design khi đi nhóm gấp từ 3 người sẽ được ưu đãi lên tới 50% nha các chị. Đã như là một cặp chân mày đẹp và người mê đang được ưu đãi cho các chị từ 900.000 đồng, chỉ còn giá là 450.000 đồng. Một cặp bờ, một bờ môi xinh hồng hào xử lý môi tâm đang được ưu đãi cho mình còn giá là 650.000 đồng. Cho nhóm khách đi từ 3 người, phương mỹ mở trong mắt nai cũng được ưu đãi cho mình còn 300.000 đồng. Ở dịch vụ làm đẹp da, chăm sóc da bằng công nghệ cao cũng sẽ ưu đãi cho mình còn giá là 400.000 đồng. Áp dụng cho tất cả những tình yêu nào đến với các cơ sở của nhóm của Mai Design khi nhóm khách từ 3 người dùng em nha. Đi càng nhiều ưu đãi càng nhiều, đi càng lâu ưu đãi càng sâu. Và ngày hôm nay là ngày 1 tháng 9 nha các chị, 1 tháng 9 năm 2023, Mai Design diễn ra chương trình ưu đãi mừng đại lễ nha các chị ơi. Nên mình có thời gian thì mình hãy tranh thủ đến ngay với các cơ sở chi nhánh của Mai Design để mình được làm đẹp nha. Tất cả các dịch vụ làm đẹp tại nhà Mai Design đều sẽ được ưu đãi và tất cả những sản phẩm của Mai Design sẽ được ưu đãi nha. Chị Hương Bưởi ơi, chị đã là xuất lại trên like giùm em nha. Hương Bưởi đã là xuất lại trên like giùm em. Nhờ tất cả các chị mình bắn tin đã like, tăng cường công tác quản lý của Mai Design, chia sẻ live stream này về trang cá nhân mà cũng như chia sẻ trong các hội nhóm nha. Tất tên của người gia đình người thân của mình để cùng nhau đến đây làm đẹp nha. Hà Thành đó núi đông quá đúng là nhiều ơi, các chị ơi hãy đến nhà Mai Design làm đẹp nha. Lượng khách đông nhưng nhân viên nhà Mai Design cũng cực kỳ là đông luôn. Tất cả các nhân viên của Mai Design đang sẵn sàng phục vụ làm đẹp cho tất cả các chị mình. Nên những tình yêu nào mình có nhu cầu làm đẹp, em mời tất cả các chị mình hãy ghé qua các cơ sở chi nhánh của Mai Design để hòa chung công khí làm đẹp tại nhà Mai Design nha. Chị nào đang có những cặp chân mày thưa, đầu lông có, đuôi lông chưa có, nhanh chân ghé các cơ sở chi nhánh của Mai Design để thực hiện ngay dùm em cái dịch vụ thương mày chạm mặt xuyên tay đang được ưu đãi từ 900.000 đồng. Khi nhắm khách từ 3 người sẽ được ưu đãi cho mình còn giá là 450.000 đồng. Thôi chị nào muốn làm chân mày nhưng không có thời gian thì chị mua online dùm em, mua online dùm em nha. Dịch vụ làm chân mày chạm mặt xuyên tay đang
tương lai của mình tốt, nhưng mà chị còn dân thời công anh đâu. Đông con chị như nào, mô của mình thân tối màu tỉnh màu như thế. Chị ơi, hãy đến ngay với cơ sở chị dân của Marisa sử dụng gian dịch vụ thu môi tán màu lai tết nha, đang được ưu đãi cho tất cả các chị mình. Tính giá 1.3 triệu, giảm sâu về mặt tầm giá 650.000 đồng, xử lý môi tâm tạo giá thiết kế môi cười lên màu nhẹ nhàng tự nhiên cho tất cả các chị mình luôn. Hãy đến ngay với Marisa luôn nha. Chị Dung ta chỉ muốn người với Marisa cảm ơn nè, chị muốn người ok em chúc đơn cho mình luôn nha. Các chị thấy nhà Marisa của chị lượng cách đông minh chứng cho chất lượng dịch vụ cũng như là chất lượng sản phẩm nhà Marisa tuyệt vời, nên những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi và kể cả không có chương trình ưu đãi khuyến mãi luôn, chị lượng cái này nhà Marisa luôn luôn đông như chảy ổn nha. Nên các chị yên tâm khi đến với cơ sở nhà của Marisa thì mình được làm đẹp nha, làm đẹp mà Marisa còn cấp phiếu bảo hành bao đẹp cho tất cả các chị mình luôn. Ví dụ như làm mày, làm mí, thu môi, đốt mắt người, xử lý mụn tịt đều sẽ ưu đãi cho tất cả chị mình và đều sẽ có chế độ bảo hành bao đẹp trên từng cái này luôn nha. Nên các chị cũng tự tin đến cho Marisa làm đẹp hơn 25 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Marisa tự tin mang lại vẻ đẹp cho hàng triệu chị em phụ nữ Việt nha. Và không nhiều là các đàn ông những cái gì lượng các đàn ra vô liên tục cái gì nha, lượng các đàn ra vào tấp nập liên tục luôn, minh chứng cho chất lượng cũng như là sản phẩm dịch vụ của Marisa ok và chất lượng, nên lượng các đàn mới đến để ủng hộ Marisa rất nhiều như này. Ở những cái tình yêu ơi, các tình yêu này nhanh chóng đến với Marisa để mình được làm đẹp nha. Các chị ơi, các chị có thấy không ạ? Tiếng thôi mà đây một cảnh tượng cực kỳ đông luôn. Bắt đầu hôm nay là ngày đầu tiên chạy chương trình khuyến mãi của Marisa nhân dịp đại lễ 2 tháng 9 nha. Cả nhà thấy đó, hôm nay chỉ mới là 6:58 thôi, mới có 6:58 sáng thôi mà một cái khung cảnh tại nhà Marisa đã cực kỳ đông rồi nha. Khách hàng đã ra vào cực kỳ liên tục luôn và full ghế không có chỗ ngồi cho khách luôn, minh chứng là chất lượng dịch vụ phải tốt, giá cả phải cực kỳ bình dân, phong cách phục vụ phải cực kỳ chu đáo thì khách hàng mới ủng hộ nhiều như vậy nha. Và chương trình khuyến mãi diễn ra trong 10 ngày nha các chị ơi. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 9 rồi, là ngày đầu tiên bắt đầu chương trình khuyến mãi, giảm tất cả các dịch vụ làm đẹp và giảm tất cả các sản phẩm Dr. Megip tại nhà Marisa luôn nha. Các chị đi đến trực tiếp tại các chi nhánh của Marisa, đi một người giảm 20% tất cả các dịch vụ làm đẹp, đi hai người giảm 30% tất cả các dịch vụ làm đẹp và đi ba người giảm 50% tất cả các dịch vụ làm đẹp luôn nha. Hoặc nếu các chị chưa có thời gian đến trực tiếp tại 15 cơ sở của chi nhánh Marisa, các chị có thể đặt dịch vụ qua online nha. Chỉ cần để lại số điện thoại ngay tại livestream này, các chị sẽ được đội ngũ chăm sóc khách hàng gọi điện tư vấn và chốt đơn cho tất cả mình và sẽ được giảm trực tiếp 20% cho tất cả các dịch vụ làm đẹp hoặc là sản phẩm khi các chị mua online luôn nha. Ngoài ra khi các chị mua các bộ sản phẩm tại nhà Marisa như là bộ N3, bộ F2, bộ B19, bộ F1, các chị bộ B19 và bộ F1, các chị sẽ được tặng ngay một chai tẩy lông về tặng nhà cho các chị luôn nha. Bộ N3 nè dành cho da nám giảm giá còn 2.100.000 đồng. Mua bộ combo B1 dành cho làn da bị đen bị sạm giảm còn 1.550.000 đồng. Mua bộ F1 dành cho làn da sạm rỗ giảm còn 2.100.000 đồng. Và mua bộ B19 dành cho làn da mụn giảm còn 1.599.000 đồng. Khi các chị mua cái bộ sản phẩm này, các chị sẽ được tặng liền ngay cho mình một chai tẩy lông trị giá là 420.000 đồng về tặng nhà luôn nha. Ngoài ra khi các chị mình mua hóa đơn mỹ phẩm từ 2.500.000 đồng trở lên, các chị sẽ được tặng luôn một thẻ làm đẹp da bằng công nghệ cao trị giá 800.000 đồng, xử lý tất cả những vấn đề trên da của tất cả của mình, từ vấn đề nám đinh nám nỉ, đốm nâu tàn nhang và mồi hay những vấn đề sẹo lỗ mụn lỗ chân lông to đều được xử lý bằng thẻ công nghệ cao này cho tất cả người nha. Hoặc nếu các chị chưa có thời gian làm dạ. Như vậy là mở rồi đúng không? Đúng rồi, mở rồi. Tại cái nhánh của Marisa để mình được làm đẹp dịch vụ lúc đó luôn nha. Và các chị ơi, em nhắc lại nha, hôm nay là ngày 1 tháng 9, là ngày đầu tiên các chị nghỉ lễ đúng không? Các chị nghỉ lễ được 3-4 ngày đúng không nè, ngày đầu tiên các chị nghỉ lễ và đây cũng là ngày đầu tiên Marisa bắt đầu chạy một cái chuỗi chương trình cực kỳ là bùng nổ luôn nha, cực kỳ ưu đãi luôn, giảm cho các chị em mình tất cả dịch vụ và giảm cho tất cả các chị mình tất cả những cái sản phẩm luôn nha. Cho nên các chị ơi, các chị xem các chị ở đâu gần chi nhánh nào tại nhà Marisa, cứ rủ bạn bè người thân đồng nghiệp của mình đến trực tiếp tại các chi nhánh đó để chúng ta được làm dịch vụ và được áp dụng giá giảm nha. Tại vì đợt này đi càng đông là được giảm càng nhiều nha, cho nên đi từ 2 người 3 người trở lên giảm 30% và 50% cho tất cả chị luôn. Hoặc nếu các chị đang có dịp ngay tại livestream này, các chị đang xem nhà Marisa livestream, có thể để lại số điện thoại ngay tại livestream này, chúng ta sẽ được mua dịch vụ với giá giảm và mua sản phẩm với giá giảm trong những ngày diễn ra chương trình ưu đãi nha.
Có muốn mua gì, muốn mua sản phẩm hay dịch vụ gì, các chị cứ để lại số điện thoại thôi. Ngay tại livestream này, Melissa sẽ có đội ngũ chăm sóc khách hàng, gọi điện và tư vấn chốt đơn, cũng như ship phiếu dịch vụ và sản phẩm về tận nhà cho các chị mình luôn nha. Nguyễn Trang ơi, đông như vậy thì làm được không? Không có đợi lâu đâu nha các chị ơi. Mặc dù là sao, lượng khách nhà Melissa ngày đầu tiên khuyến mãi cực kỳ là bùng nổ, cực kỳ là đông luôn. Nhưng nhân viên nhà Melissa cũng cực kỳ đông nha. Sẽ hỗ trợ cho các chị mình làm nhanh chóng để mình về, không có đợi quá lâu đâu nha. Và tới mình sẽ bốc số theo thứ tự nha. Ai tới trước làm trước và ai tới sau làm sau nha. Rồi cho nên các chị ơi, khi mà chúng ta chưa có cơ dịp để đến trực tiếp tại các chi nhánh của Melissa để làm thì cứ để lại số điện thoại để chúng ta được mua dịch vụ trước hay mua sản phẩm trước. Phiếu dịch vụ có thời hạn là 4 tháng. Các chị có thể đến trực tiếp tại các chi nhánh của Melissa để chúng ta làm dịch vụ trong thời hạn đó nha. Chị Linh Điểu ơi, xóa mí mắt đúng không? Xóa mí mắt là khi mà xóa mí mắt đó, thì khi mà các chị mua online thì sẽ được giảm trực tiếp là 20% nha. Mua online sẽ được giảm trực tiếp là 20% cho dịch vụ xóa mí mắt, là mình giảm chỉ còn có 960 đồng cho mắt trên và mắt dưới nha chị ơi. Nếu mà xóa mí trên và mí dưới là đang giảm 20% ngay tại livestream này là 960 đồng. Ok chị Linh Điểu nha, em thấy số điện thoại của chị rồi. Melissa sẽ gọi điện chốt đơn và ship phiếu dịch vụ về tặng nhà cho mình luôn nha. Chị ơi, muốn đặt dịch vụ nào cho em xin cái mã sản phẩm kèm mã dịch vụ kèm theo số điện thoại để được chốt đơn nha. Và hiện tại Maisa đang quay cái lượng khách đông tại một chi nhánh của nhà Maisa. Lượng khách đông như chảy hội và chưa có dấu hiệu ngừng nha các chị. Những chị em khách hàng của nhà Maisa cứ tới và các chị đi càng đông sẽ được giảm càng nhiều nha. Đi một người sẽ được giảm 20% tất cả dịch vụ của nhà Maisa. Đi từ 2 người các chị sẽ được giảm sâu là 30% tất cả dịch vụ của nhà Maisa. Và đi nhóm từ 3 người trở lên bùng nổ cho tất cả chị mình luôn. Giảm sâu giảm mạnh cho 50% tất cả dịch vụ của nhà Maisa nha các chị. Và lượng khách đông là minh chứng tốt nhất cho chất lượng dịch vụ của nhà Maisa. Nên chị em nào chúng ta muốn làm đẹp, làm mày, làm môi, làm mí, làm da hoặc dịch vụ giải phẫu tiểu phẫu thẩm mỹ, các chị cứ mạnh dạn tới với Maisa nha. Chị Hương Bưởi ơi, tại vì Maisa sẽ diễn ra chương trình ưu đãi khuyến mãi từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023 đó chị. Nên mà chị mà không có thời gian tới với tại Maisa, các chị có thể đặt hóa đơn online nha. Tại vì khi đặt hóa đơn online các chị cũng được giảm sâu, giảm mạnh cho tất cả những cái dịch vụ là 20% và 20% tất cả những sản phẩm của Dr. Magic nha. Ngoài ra bộ combo N3 là bộ combo loại bảo nám chỉ còn là 2.100.000 đồng. Combo B1 để hỗ trợ làm trắng sáng da, làm đồng đều tông màu da chỉ còn 1.550.000 đồng. Combo S2 để lấp đầy sẹo rỗ chỉ còn 2.200.000 đồng. Và những rất là nhiều cái dòng sản phẩm khác được ưu đãi nữa nha. Và cái lượng khách đông như thế này thì cũng có rất là nhiều chị em nghi ngờ không biết đây có phải là khách hàng thật hay là không. Và để minh chứng cho điều đó chắc là em sẽ xin phỏng vấn một số chị khách hàng đang ngồi ở đây đi. Em phỏng vấn một khách bất kỳ nha. Dạ, chị ơi cho em xin em phỏng vấn chị vài câu đúng không ạ? Dạ, em chào chị ạ. Hôm nay chị đến với nhà Maisa để chị làm dịch vụ gì đấy ạ? Hôm nay chị đến để làm chân mày. Dạ, và chị biết Maisa qua đâu? Chị biết Maisa qua Facebook em. Từ Facebook mà chị đến đây thôi. Chị có biết lúc dịch Covid á, em gái chị có giới thiệu về Maisa và có gửi sản phẩm của Maisa từ Hà Nội rồi cho chị. Vậy hả chị? Và chị đến nhà Maisa cũng rất là sớm thì chị thấy là cái không khí tại ngay tại bây giờ như thế nào ạ? Lượng khách của nhà Maisa ngay tại lúc này như thế nào ạ? Hôm qua là chị tính là đi trễ hơn nhưng mà chị hàng xóm bảo là đến thì em sẽ thấy, mà công nhận là chị phải đổi lịch đi. Lúc đầu chị định đi 7 giờ mà sao chị đổi thành 6 giờ. Mà đến 6 giờ là ở ngoài đã rất là đông, là chị là một trong những người đến sớm nhất mà chị thấy là vào đến nơi là đã số rất là xa rồi, giờ chị đang phải ngồi chờ. Đi rất là sớm nhưng mà số cũng tương đối là xa rồi đúng không ạ? Chịu khó tí chị nha, vì lượng nhân viên như chị thấy cũng khá là đông, sẽ phục vụ cho tất cả các chị em mình trong buổi sáng ngày hôm nay luôn. Và hôm nay chị cũng biết là cái chương trình ưu đãi khuyến mãi của nhà Maisa rồi thì chị đi với mấy người đây ạ? Chị rủ thêm hai chị bạn nữa. Rủ thêm hai chị bạn nữa ạ? Và có một số bạn thì kêu là đây là chắc là Maisa thuê người, thì theo chị đánh giá như thế nào ạ? Không, chị thấy ở đây là toàn là người thật, chuyện thật, đến thì rất là đông và các chị thì cũng từ các vùng xa xa lên cả, cho nên là chị nghĩ đây là thực tế. Và chị cũng lần đầu tiên chị trải nghiệm một cái làm đẹp mà đông đến như vậy. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Lần đầu tiên đi làm đẹp mà thấy cái lượng khách đông như thế đúng không ạ? Đây là cái tâm trạng của mình cũng thấy là nôn nóng đúng rồi, cũng nóng lòng là lên được làm đẹp đúng không? Đây là hôm nay chị đi ba người được khuyến mãi giảm sâu như thế này thì làm thật nhiều dịch vụ chị nha. Hôm nay về là thay đổi hết luôn.
Dạ cảm ơn chị rất là nhiều nha. Người thân nhân thân của nhà Mai Sa, Mai Sa đã quay trực tiếp lượng khách tại nhà Mai Sa rồi. Và chị em chúng ta còn muốn mong chờ là Mai Sa còn phỏng vấn thêm những khách hàng khác nữa không ạ? Em sẽ tiếp tục phỏng vấn những khách hàng ngồi trực tiếp tại đây để cho chúng ta biết được đây là lượng khách thật tại nhà Mai Sa nha. Dạ em chào chị ạ. Chị nha, chị ơi, chị tên gì vậy chị? Chị tên Phạm Thị Kim Nguyên. À, chị Phạm Thị Kim Nguyên. Chị Yên ơi, hôm nay chị đến với nhà Marisa, chị đi mấy người? Chị đi 4 người. 4 người đúng không ạ? À. Chị Yên, rồi chị, nãy em có hỏi thăm rồi, 4 chị là hôm nay lên nhà Marisa để làm môi luôn. Và kiểm tra lại chân mày luôn chị ha. Và hiện tại là chị đang cần nhà Marisa tư vấn luôn cái dịch vụ về đồi mồi trên da. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước khi đến nhà Marisa là chị biết Marisa qua đâu vậy chị? Chị cũng nghe nhiều rồi, nghe nhiều rồi. Những người này cũng đã đi làm rồi, nhưng mà thực tế là hôm nay chị mới đến đây. Dạ. Hôm nay chị cũng muốn đi để xem thử trải nghiệm xem là cái sự khác ở chỗ này với chỗ này có kia nó như thế nào. Đúng rồi, có nghĩa là bạn mình làm qua nhà Marisa thì thấy là dịch vụ đẹp. Đúng rồi. Không mà rồi khi đến nhà Marisa thì thấy lượng khách đông như thế này, chị cảm nhận như thế nào chị? Thì chị thấy như là chắc nào nó cũng có cái sự uy tín thì nó mới lượng khách nó mới đông như vậy á. Dạ vâng. Chị muốn để trải nghiệm nữa. Dạ, nhưng mà trước đó là chị đã từng tham khảo qua những cái dịch vụ chăm sóc da ở bên người khác chưa? Không, trường mà chị, nhưng mà chị cũng có đi xử lý cái này rồi, nhưng mà chị thấy nó chưa có hiệu quả lắm. Thế là chị thôi. Mấy lại biết sao cái làn da của chị nó hơi mỏng á, chị cũng không có dám. Dạ. Dạ, có nghĩa là chị có đi tham khảo bên khác, cũng có dùng sản phẩm bên khác rồi. Nhưng mà chị chưa có dùng các cái sản phẩm mà của người ta để bán, để chị chưa có dùng. Dạ, nhưng mà trước đó là chị có bạn bè nào đã từng chăm sóc da nhà Marisa chưa mà chị có quyết định là tham khảo qua dịch vụ làm da của nhà Marisa? Thì đây có mới người này là mới đi làm này, nhưng mà chưa có. Chị nghe cũng nhiều rồi. Dạ. Dạ, khi mà chị da chị có đồi mồi như thế này nè thì nhà Marisa sẽ kết hợp hai công nghệ luôn. Có nghĩa là chỗ nào có đồi mồi và có nám có tàn nhang thì nhà Marisa sẽ đi công nghệ là Waking Spectra ha. Còn chỗ nào mà không có nám không có tàn nhang thì chia sẻ hóa da giống như là chị này vậy đó. Da của mình sẽ cải thiện mỗi lần làm là mỗi lần cải thiện giúp em luôn. Và hôm nay chị đi 4 người thì tất cả các dịch vụ tại nhà Marisa chị làm dịch vụ mày làm môi làm mí hay thậm chí là chăm sóc da, nhà Marisa cũng hỗ trợ giảm giá chị là 50% luôn nha. Nên là chị yêu cứ yên tâm. Nhưng mà ngoài cái dịch vụ mà tư vấn về da ra thì chị còn có muốn làm dịch vụ nào thêm nhà Marisa không? Tại vì chị chưa làm đó là chị cũng không dám, là tự dưng một lúc mà làm nhiều thứ quá, thực sự là chị cũng dạ chị chưa làm đủ tự tin. Hôm nay chị lên chị làm dịch vụ về da chắc chắn là da của chị nó sẽ được cải thiện vô cùng là nhiều luôn. Và chị nhớ là về xiên nha, kết hợp sản phẩm giúp em. Và mình nhớ chú trọng những cái bước làm sạch da, ví dụ như là tẩy trang, sữa rửa mặt, rồi tẩy tế bào chết cho da đều đặn như thế thì da của mình nó sẽ cải thiện ha. Rồi khi đến với nhà Marisa đông như thế này á, là chị cảm nhận là dịch vụ của nhà Marisa phải tốt, chất lượng phải tốt thì mình mới đến không ạ? Mình cũng cảm thấy yên tâm hơn. Dạ. Và nhà Marisa có thuê chị vào trong này ngồi hay không, hay là chị tự đến nhà Marisa? Không, chị tự này là tự nguyện, không có thuê. Đúng rồi. Tự nguyện. Đúng rồi, là hoàn toàn người thật việc thật đúng không ạ? Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ok, rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Các chị ơi, đây là lượng khách đông như chị hội tại nha. Rồi em nhắc lại chương trình sẽ bắt đầu cho tất cả các chị mình từ ngày 1 tháng 9 cho đến hết ngày 10 tháng 9. Mà mới ngày đầu tiên thôi lượng khách đã đông như thế này rồi. Các chị mà không tranh thủ nha, các hàng đến mua dịch vụ này rồi các chị mua sản phẩm này chắc chắn là các chị sẽ không có cơ hội săn được sản phẩm với những cái hàng hiệu giá bình dân đâu. Vì sao? Cái giá hiện tại Mai Sa ưu đãi thì chắc chắn là các hàng sẽ mua rất nhiều. Mà mua nhiều thì sẽ dễ có nguy cơ là bị cháy hàng nha các chị nha. Các chị ơi, thì bây giờ em sẽ quay một cái hiện trạng của chị khách hàng bị tăng sắc tố rất là nặng nha. Và hôm nay chị tới tới đây để chăm sóc da nha các chị. Và bên đây là bên má trái của chị khách hàng. Và bên đây là má phải nha. Chị có chia sẻ là chị bị tình trạng tăng sắc tố rất là nặng luôn nha. Và bây giờ em sẽ tương tác với chị khách hàng này để hiểu sâu hiểu rõ hơn về cái dịch vụ chăm sóc da của nhà Mai Sa và cái cảm nhận của chị khách hàng này sau khi làm dịch vụ chăm sóc da như thế nào nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cho tất cả chị mình xem cái hiện trạng ban đầu hồi nãy á, em quay đó. Bây giờ em sẽ quay cái hiện trạng mà sau khi làm chăm sóc da tại nhà Mai Sa, chị khách cải thiện như thế nào nha. Chị ơi, em chào chị nha chị. Dạ, chị có thể giới thiệu là chị tên gì, chị đến từ đâu mà? À, chị tên Phượng ở Tiền Giang. Chị Phượng ở Tiền Giang đúng không chị? Chị ơi, cái làn da của chị nè, có phải là làn da trước khi chị tới với Mai Sa để làm dịch vụ chăm sóc da không chị? Dạ, chị có thể chia sẻ với khách hàng của nhà Mai Sa tại sao là lúc trước cái làn da của mình bị như thế này á chị? Tại chị bị tăng sắc tố rồi nám. Dạ. Nhưng mà hồi xưa là mình xài sản phẩm hay là mình đi nắng nhiều nó bị hiện trạng đi nắng nhiều. Chị làm công ty ngồi gần bóng đèn nhiều. Chị làm việc là gần bóng đèn nhiều hả chị? Nhưng mà chị bị cái như vậy là lâu chưa chị? Khoảng 2 năm.
2 năm. Rồi sao chị biết tới massage, chị tới làm dịch vụ hả chị? Bạn nhắc. Bạn nhắc đi. À. Hôm nay là chị đi mấy người tới mấy massage chị? Dạ, à, chị chia sẻ với massage đi. Chị làm da tại nhà massage được mấy lần rồi chị? Được 3 lần rồi. 3 lần. Mà chị làm xong thì chị cảm thấy cải thiện bao nhiêu phần trăm chị? Thấy cải thiện được chắc khoảng trên 50%. Dạ, nhưng mà chị thấy vui không? Vui. Mà về nhà làm xong thì bạn bè người thân có nói gì chị không chị? Bạn bè nói cải thiện rất là tốt. Rất là tốt mà. Nhưng mà anh nói thật sự nha, hồi trước khi mà chị tới với massage, chị có nghĩ cái làn da của này nè, cái làn da của chị nó có hết thiệt hay không? Chị nghĩ là sợ nó không hết. Sợ nó không hết hả? Sợ nó không hết rồi về bị gia đình nói nữa. Nhưng mà lên đây thật sự hài lòng. Thật sự hài lòng. Nhưng mà chị làm một lần đầu tiên á, chị thấy nó cải thiện bao nhiêu phần trăm? Đầu tiên đó nha, chị nhớ không? Cải thiện chắc khoảng gần 20% mà. 20%. Nhưng mà lúc mà chị tới với massage, bạn tư vấn cho chị là làm cái liệu trình là 5 lần đúng không chị? Nhưng mà chị làm tới lần thứ 3 là bây giờ chị thấy là cái làn da của mình cải thiện là hơn 50%, là rất là nhiều luôn. Dạ. Tại vì có nhiều chị cũng bị cái tình trạng như chị á, là da khách bị nám nè, bị tăng sắc tố nè. Và chị có cái lời nào chia sẻ tới những chị em khách hàng đó không để có động lực tới mai xa? Thì có nhiều chị bây giờ là người ta chưa biết công nghệ hoặc là chưa biết sản phẩm nó có tác dụng như mong muốn hay không. Thì chị có chia sẻ cái lời nào tới với những chị em khách hàng của nhà mai sao mà? Đặt ví dụ những chị em nào mà nếu mà bị làn da giống như mình á thì nên đi đến Madisa để được tư vấn và chăm sóc da một cách đúng đắn để nó cải thiện tốt hơn. Dạ. Nhưng mà chị, đối với cái chi phí mà làm da đó, một lần là 800.000. Với bộ combo nào ba, chị thấy cái chi phí nó như thế nào? Có phù hợp với túi tiền của chị không? Chi phí thì cũng không có mà quá đắt đỏ, nó cũng vừa với sự lựa chọn của mình. Dạ. Ai cũng có thể làm được đúng không chị? Ai cũng thể làm được. Dạ. Hôm nay là chị đi với chung với ai nữa chị? Chung với Nhanh, với Tâm, với lại Dung. Nói chung 4 người luôn, 4 người tới với massage đúng không? Tại vì hôm nay là chị biết massage có chương trình khuyến mãi đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Hôm nay là mình tới chăm sóc da lần 4. Và massage hứa với chị luôn thì chắc chắn là da của chị sẽ cải thiện hết luôn, 100% luôn nha chị. Dạ. Em chúc chị luôn vui vẻ, luôn mạnh khỏe và luôn xinh đẹp như thế này nha. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cùng hòa chung vào không khí nhộn nhịp tại nhà Marisa nha. Hồi nãy giờ thì nhân viên Marisa đã giao lưu với những chị khách hàng người thật việc thật tại nhà Marisa để các chị biết được rằng là tại nhà Marisa lượng khách đông như thế nào, và chủ yếu lượng khách biết đến với nhà Marisa là chủ yếu qua tiếng truyền miệng nha. Cứ người này làm đẹp giới thiệu cho chị kia, cứ cấp số nhân lên, lượng khách hàng nhà Marisa lúc nào cũng luôn đông trễ hồi nha. Và em lại tiếp tục hỏi phỏng vấn một chị khách hàng khác nữa để cho chị em chúng ta biết được là lượng khách tại này như thế nào nha. Dạ, cho em phỏng vấn chị vài câu đúng không chị? Là không biết là hôm nay chị đến với nhà Mai Sa để chị làm dịch vụ gì đấy ạ? Chị đã làm tại nhà Mai Sa rồi đúng không ạ? Dạ. Và chị em thấy chị đi rất là sớm thì cho em hỏi chị là chị đánh giá như thế nào về lượng khách tại nhà Mai Sa ngay lúc này ạ? Là hôm nay thì người ta theo quan niệm của người ta là tháng 7 thì là cái tháng có hồn, nên là rất là ít ai đi làm đẹp á. Thì chị thấy là lượng khách của nhà Mai Sa trong tháng 7 này như thế nào đây ạ? Rất là đông. Rất là đông luôn đúng không ạ? Và hôm nay chị đến với nhà Mai Sa mấy người đây ạ? Đi 2 người. Dạ. Tại chị bên mình đi dặn lại cho nên là đi 2 người. Dạ. Dù là đi bảo hành hay là chị khách hàng đi làm mới thì đều được phát số thứ tư để làm dịch vụ. Chị nào đi trước thì cứ làm trước, ấy chị nào đến sau là làm sau. Thì chị thấy là cơ sở trang thiết bị cũng như là phong cách phục vụ của nhà Mai Sa như thế nào ạ? Dù lượng khách là đông thì rất là tốt. Dạ, dù lượng khách đông nhưng mà cách phục vụ cũng rất là tốt đúng không ạ? Có đảm bảo quyền lợi cho chị không ạ? Có. Và chị thấy cơ sở trang thiết bị của nhà Mai Sa như thế nào? Cũng hiện đại. Và chị là một khách hàng đã từng làm tại nhà Mai Sa rồi, thì cho em xin một cái đánh giá của chị về cái chất lượng tại nhà Mai Sa cũng như là cái phong cách phục vụ của các bạn làm đẹp cho chị ha. Các bạn này làm rất là nhiệt tình, vụ cũng rất là tốt. Và giá thì sao ạ? Giá thì cũng bình dân. Giá thì rất là bình dân, chất lượng thì rất là tốt đúng không ạ? Và chị thấy là khi mà chị đến thấy cái lượng khách đông như vậy thì chị có lo không? Không, tại vì nhân viên rất là đông.
Dạ, nhân viên nhà Mai Sa cũng rất là đông để phục vụ làm cho chị, đúng không ạ? À, chị đến với nhà Mai Sa thì chị đến từ đâu ạ? À, chị đến từ Bình Chánh. Dạ, từ Bình Chánh đến đây đi cũng khá là xa đúng không? Đi cũng rất là sớm. Và em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Thì cứ theo số thứ tự thôi, lát nữa đến số của chị thì các bạn sẽ mời chị vào trong quầy tư vấn để hỗ trợ làm bảo hành cho chị về cặp chân mày. Em thấy cặp chân mày của chị cũng rất là đẹp đúng không? Chị có thấy ưng ý không? Nhà em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Người thật tuyệt thật tại nhà Mai Sa nha. Dù là đi bảo hành hay là đi làm dịch vụ thì đều được đảm bảo như nhau nha. Nên chị em chúng ta cứ yên tâm nha. Và đặc biệt hơn nữa là hiện tại Mai Sa đang bùng nổ chương trình ưu đãi khuyến mãi lớn tại nhà Mai Sa nhân dịp lễ ngày 2 tháng 9. Thì toàn bộ dịch vụ và sản phẩm tại nhà Mai Sa đang được ưu đãi giảm sâu giảm mạnh. Cho nên dù đi bảo hành nhưng mà chắc chắn là chị em chúng ta sẽ phát sinh làm thật nhiều dịch vụ khác nữa để cắt giảm chi phí làm đẹp. Và đồng thời sẽ thay đổi được nhan sắc cho tất cả các chị em mình. Làm một cặp chân mày bây giờ đi 3 người chỉ còn 450.000 đồng. Hay là một đôi môi xử lý thâm luôn, trọn gói bảo hành bao đẹp chỉ có là 650.000 đồng. Thì mọi người thấy là có bình dân không ạ? Cực kỳ là bình dân đúng không? Và chúng ta hãy xem qua một chút về cơ sở trang thiết bị tại tầng lầu tiếp khách của nhà Mai Sa nha. Đây nha, em sẽ quay một vòng cho chị em chúng ta cùng thấy luôn này. Đây là tầng lầu tiếp khách thôi chứ không phải là tầng lầu làm dịch vụ nha. Ở đây các bạn chỉ tiếp nhận khách hàng và tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Chị em chúng ta khi đến với nhà Mai Sa đều được tư vấn tận tâm tận thật là kỹ về các dịch vụ cũng như là sản phẩm mà chúng ta muốn làm. Khi mà chị em chúng ta đồng ý rồi thì lúc đó chúng ta mới thanh toán tiền, rồi lúc đó chúng ta mới đi làm dịch vụ, chứ không phải là đến là đè khách ra là làm liền đâu. Nên chị em chúng ta yên tâm khi đến với nhà Mai Sa, đảm bảo là mang lại cái sự hài lòng nhất, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng khi đến với nhà Mai Sa. Và lượng khách của nhà Mai Sa ngay lúc này vẫn chưa hạ nhiệt, không những thế mà nhiệt càng ngày càng là nóng hơn, bởi vì lượng khách vào liên tục. Em chưa thấy lượng khách ra luôn á, vào liên tục. Và với ý định là gì? Đi làm chân mày, nhưng khi được tư vấn thì lại phát sinh thêm môi, phát sinh thêm là làm da. Để đợt này là chúng ta cùng nhau là thay đổi nhan sắc, tân trang lại cái nhan sắc của mình này. Chị nào chưa làm mày thì đến với nhà Mai Sa làm mày. Chị nào chưa làm môi, đến với nhà Mai Sa làm môi. Chị nào bị bóp, chị nào bị nám, bị sàm, bị tàn nhang, da chưa đẹp, da chưa xinh, đến với nhà Mai Sa ngay lúc này để chúng ta thay đổi lại nhan sắc của tất cả các chị em mình, cùng nhau làm đẹp thả ra, không lo về giá cùng với nhà Mai Sa. Và Mai Sa hiện tại có 15 cơ sở chi nhánh trải dài trên toàn quốc từ Bắc vào Nam. Cơ sở nào, chi nhánh nào cũng sẽ đảm bảo làm đẹp, làm xinh cho tất cả các chị em mình luôn nha. Tại khu vực miền Bắc, em mời tất cả các chị em mình đến cho em địa chỉ số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội. Ở khu vực miền Trung, mời tất cả các chị em mình đến cho em cơ sở số 3 Ngư Hải, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc địa chỉ 97-99 đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khu vực miền Nam mời tất cả các chị em mình đến là số 88 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc địa chỉ E3-16 tổ 32 khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, hoặc đến cho em địa chỉ ở khu vực miền Tây là số 67 đường Phan Huy Phùng, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khu vực Tây Nguyên, Mai Lisa có địa chỉ ở 6971 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nha. Và ở Phú Quốc thì Mai Lisa có địa chỉ là 98 đường 30 tháng 4, phường Dương Đông, ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đó là các địa chỉ làm dịch vụ của nhà Mai Sa. Và nhờ tất cả các chị mình hiện tại đang xem livestream của nhà Mai Sa ngay lúc này, 49 chị hãy chia sẻ livestream giúp Mai Sa đúng không ạ? Mình mỗi một chị thì hãy chia sẻ một lần để giúp người thân, bạn bè, ở những đồng nghiệp của tất cả các chị em mình xem được livestream của nhà Mai Sa, tìm hiểu về nhà Mai Sa, một trong những cái cơ sở làm đẹp uy tín lâu năm với lượng khách hàng đông như thế hồi và luôn luôn đông như thế này. Mai Sa không những là đông mà sẽ bền vững, phát triển bền vững và phát triển còn lớn mạnh hơn nữa. Và chị em chúng ta sẽ có những cái cơ sở địa chỉ làm đẹp uy tín chất lượng như thế này thì nhờ tất cả các chị em mình là chia sẻ livestream giúp Mai Sa để người thân bạn bè của chúng ta biết đến về nhà Mai Sa nhiều hơn nữa nha. Và tiếp tục là em sẽ phỏng vấn khách hàng ngồi trực tiếp tại cái tầng lầu làm tư vấn này nữa nha. Khách rất là đông nên muốn hỏi chị nào cũng được, mà hỏi hết thì chắc là cũng rất là nhiều thời gian luôn. Đây, lượng khách của nhà Mai Sa ngay lúc này. Tiếp tục một chị khách hàng đang ngồi chờ tư vấn ha. Các chị ơi, các chị thấy cái lượng khách tại nhà Mai Sa đông như trễ hồi đúng không? Không khí rất là nhộn nhịp sáng sớm ngày hôm nay nha. Nhưng mà các chị có biết nguyên nhân tại vì sao mà khách đông như vậy không? Thì em sẽ chia sẻ cái bí quyết nha các chị nha. Bật mí cho tất cả các chị mình nguyên nhân tại vì sao giữa hàng triệu thẩm mỹ viện luôn, nhưng mà lượng khách tại nhà Mai Sa cứ đông như vậy. Thì em sẽ tương tác với một chị khách hàng này nha. Dạ chị ơi, em chào chị. Chị ngày hôm nay mình đến với Mai Sa mình làm nhiệm vụ gì chị ha? Làm đẹp
làm đẹp da. Nhưng mà em thấy cái da của chị đâu còn gì nữa đâu mà làm. Muốn đẹp 100% luôn. Mà trước đây, trước khi chị đến Mai Sai, da của chị nó gặp những cái vấn đề gì, chị có thể kể giúp em được không? Nám với tại nhà, nám ở đây nhiều lắm nè. Có nhiều không chị? Chị xanh xong á, nám hết đây nè, nhưng bên đây tại nhà nó nhiều lắm. Ừ. Là chị để cái tình trạng đó bao nhiêu lâu rồi chị mới quyết định đi làm đẹp? Nói chung là cũng 2-3 năm mà, hồi đó là tài nhang là nhiều, hồi nhỏ lớn. Nhỏ lớn là chị không được. Thì chị cũng xuất kem nhiều chỗ lắm mà, chừng tháng sau là nó lên cái loại à. Cũng tái cạo rồi này kia, cái trang cũng mà. Chị coi Facebook á, chị thấy là Mai Sa, nếu mà chị xuất kem này không hết là chị không xuất nữa. Chị tính tiền lên thì mua kem thì xuất. Chị thấy cả thị, chị mới mua cái phiếu này nè, chị mua lên để 100%. À là trước khi mà đến với Mai Sa làm đẹp là mua kem xài trước để coi thử là sản phẩm có tốt không, có ok không, rồi mới tới Mai Sa làm đẹp đúng không? Thế thì chị làm được bao nhiêu lần rồi chị ha? Chị làm 2 lần. Lần này là lần thứ 2? Lần thứ 3. Lần thứ 3, làm mới có 2 lần thôi. Bây chị đánh giá là sau 2 lần làm tại nhà Mai Sa bây giờ da của chị cải thiện được bao nhiêu phần trăm rồi chị? 70% rồi. Chị thấy da của chị bây giờ nó như thế nào rồi, chị tự tin hơn chưa? Người tổng nói chung là như công ty ai cũng khen nữa. Ai cũng khen làn da. Nhìn cái da của chị nó trắng hồng luôn. Trắng hồng. Trắng hồng luôn. Mà cái hiện tại là da của chị có đang thoa kem không chị? Có chống nắng. À, chỉ có xài chống nắng thôi. Cái da bây giờ rất là trắng và xe cái lụa trăng lâm luôn. Nhưng mà chị em hỏi là khi mà chị sử dụng mỹ phẩm nhà Marisa với trước đây là chị có chia sẻ là chị đã xài kem bên ngoài rồi. Đó. Thì chị thấy là giữa hai cái dòng kem này nó khác biệt nhau như thế nào? Kem này rất ok. Kem ở ngoài chị trà xài, chị tái tạo nha, chừng tháng sau nó lên nhiều hơn nữa. Chị mới tức quá, chị mới nói là chị thấy như đây là giới thiệu, nếu mình xài kem này mà không hết là không có chỗ nào mà hết á. Có nghĩa là đặt niềm tin Mai Sa là người cuối cùng, đúng không? Nếu như mà xài ở đây không thấy là quyết định là không xài kem nào luôn, kệ nào luôn, đúng không? Nhưng mà bây giờ xài, sau khi mà xài kem nhà Mai Sa là da sạch nám, tự tin hơn. Ghê luôn rồi. Chị, cho em hỏi là có nhiều người có giới thiệu nhiều người tới Mai Sa không? Đó, chị này nám dữ lắm á. Ừ. Cái đốc chị đi hoài, chị đâu dám đi đâu. Chị nói chị đi đại rồi, chị đi mới hết nè em ơi. À, hôm nay chị đi với ai, chị đi được bao nhiêu người? À là đi nhóm 4 người đúng không? Là sẽ được giảm 50% cho dịch vụ. Giờ làm da còn có 400.000 đồng thôi. Nhớ săn mày mỹ phẩm đó nha, tại vì bộ kem cũng đang giảm nhiều lắm. Nờ ba giảm con hay chúng. À mỹ phẩm mua rồi. Chị, có rất là nhiều chị cũng bị nám sâu sinh giống như chị, nhưng mà người ta còn chần chờ là không biết là nám sâu sinh là nám trong máu nội tiết thì nó có hết được hay là không. Thì bản thân của chị đã làm rồi, bây giờ chị thấy hết thì chị có thể là chia sẻ gì với tất cả các chị em không? Em cứ mạnh dạn. Chị đánh giá cái chất lượng dịch vụ tại nhà Mai Sa như thế nào, về cái chi phí này cũng như là cái phong cách phục vụ tại nhà Mai Sa? Quá ok. Quá ok đúng không? Em cảm ơn chị rất là nhiều. À chị thấy là cái không khí tại nhà Mai Sa sáng sớm ngày hôm nay như thế nào chị? Mới có 7 giờ mà đông quá. Tranh thủ mà ta còn tranh thủ trước mình nữa. Chị có thấy là cái thẩm mỹ viện nào mà đông khách như thế này không chị ạ? Chưa giờ thấy rồi. Chưa. Nói chung là ở thành phố này chắc là đông nhất. Ở thành phố này chắc là đông nhất đúng không? Chắc chắn là ngày nào cũng đông luôn. Chị tới ngày nào, dịp nào là cũng sẽ đông như vậy đó. Tại sao không chi nhánh về Long An? Nó chuẩn bị. Nó chị Mai chi nhánh về Long An rồi đã dưới rồi, ta đi làm cho nó gần, đi quá xa. Rồi ok nha, em sẽ gửi cái lời chia sẻ của chị tới chị Mai để mà chị Mai sắp xếp. Nếu như mà mở được chi nhánh Long An thì càng tốt nha chị yêu nha. Long An ngõ mấy Tiền Giang cũng được đó. Đi dạ. Nó gần. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị chờ một tí các bạn sẽ làm phiếu cho chị để mình được lên làm đẹp nha chị yêu ha. Chị mua cái thẻ mà không đồng giờ, chị muốn mua thêm thẻ nữa chị xài cái không đồng trước được không? Dạ được nha chị. Bây giờ chị mua thì được giảm 400.000 đồng, xong rồi chị giữ cái thẻ đó. Rồi xong rồi trong thời gian 2 đến 3 tháng. Cái chị ơi. Cái chị ơi, tất cả những cách này giờ em phỏng vấn đều là người thật việc thật tại nhà Marisa nha. À, đã làm dịch vụ làm đẹp tại nhà Marisa cũng như là sử dụng những dòng sản phẩm tại nhà Marisa và cho ra những cái đánh giá cực kỳ là công tâm và khách quan luôn, thì những chị em nào đang có nhu cầu làm đẹp, mời tất cả các chị mình hãy đến với các cơ sở chi nhánh của Marisa để mình được làm đẹp nha. Chương trình ưu đãi sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 9 cho đến hết ngày 1 tháng 9, 10 tháng 9 năm 2023, để tất cả các chị mình thoải mái có thời gian đến làm đẹp nha. Dịch vụ thì sẽ được ưu đãi cho mình cực kỳ là sâu luôn, ưu đãi lên tới 50%.
cho những chị em nào đi nhóm khách từ 3 người nha. Đi 1 người ưu đãi 20%, đi 2 người ưu đãi 30% và đi 3 người ưu đãi lên tới 50% nha. Còn sản phẩm sẽ được đồng loạt ưu đãi 20% cho tất cả những sản phẩm làm đẹp tại nhà Mai Lisa. Riêng những bộ combo sản phẩm sẽ được ưu đãi giảm mạnh giảm sâu nha. Bộ combo xử lý nám N3 sẽ được ưu đãi cho mình chỉ còn 2.100.000 đồng, tăng kèm cho mình một dòng sản phẩm tẩy lông lên tới 420.000 đồng. Bộ combo B1 trắng da sáng da sẽ được ưu đãi cho mình từ giá là 2.700.000 đồng, giảm chỉ còn 1.550.000 đồng và sẽ được tặng kèm cho mình một dòng sầm tẩy lông nha. Các chị nhìn đi, lượng khách ra vào liên tục nha các chị, lượng khách ra vào liên tục. Và bây giờ em sẽ mời các chị theo chân Mai Lisa để đến giao lưu tương tác trực tiếp với những chị khách hàng đã từng làm dịch vụ tại nhà Mai Lisa, xem thử xem cảm nhận của những chị khách hàng này như thế nào và đánh giá ra sao về những cái dịch vụ làm đẹp tại nhà Mai Lisa nha. Rồi em chào chị, chị tên Thỏ đúng không ạ? Rồi em chào chị Thỏ nha. Chị Thỏ ơi, chị Thỏ từ đâu lên đó vậy chị? Từ quận 7 qua. Và hôm nay chị đến nhà Mai Lisa là chị đi mấy người vậy chị Thỏ ha? Dạ đi một mình. Chị yêu ơi, trước đó là chị đã từng làm qua dịch vụ nào ở nhà Mai Lisa chưa? Dạ chưa làm ở phố Minh một lần ở Cần Thơ. Dạ, là chị làm về dịch vụ gì vậy chị? Dạ em làm môi. Làm môi, hôm nay mình lên làm môi ha. Dạ. Nhưng mà trước đó là chị đã làm da tàn nhang nấm đinh. Dạ vâng, da tàn nhang nấm đinh. Và em sẽ cho tất cả các chị em mình xem lại cái hiện trạng da của chị khách hàng là chị Thỏ này luôn nha. Dạ. Hiện trạng da chị. Có phải mình xem da đó. Cái này là hiện trạng da của chị Thỏ đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị. Trước đây thì chị đang bị những cái vấn đề là da sần sùi nè, nám mảng trên da nè, rồi sẹo rũa trên da vô cùng là nhiều luôn ha. Đồng thời có một vài cái nốt mụn trên da vô cùng là nhiều luôn. Nhưng mà sau khi chị đã làm da nhà Mai Lisa, chị làm mấy lần rồi chị? Dạ làm đã 2 lần. Làm 2 lần mà hầu như cái phần da sần sùi và nám nó không còn trên làn da của chị nữa luôn các chị ơi. Rồi vô cùng là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Dạ. Sau khi làm xong và da cải thiện như thế thì chị Thỏ có vui không? Dạ vui. Về nhà gia đình người thân của mình có khen nhiều không chị? Đi đâu cũng tự tin hơn nhiều đó, làm mình đi làm mà trong mát không mà đi về qua là ai cũng nói là tại sao làm trong mát không mà chúng nám là tuổi thân lắm. Dạ tuổi thân, nói chung là hồi kia mình có nám mình cũng tự ti đúng không chị ha? Da sần sùi mình cũng tự ti. Và hôm nay chị nhận xét có cái sự khác biệt gì so với cái làn da ban đầu của chị vậy chị? Khác biệt khoảng tới 90% luôn, rất là vui luôn. 90% luôn, rất vui. Như là về ví dụ như bạn bè mình khen mình đó là chị có giới thiệu cho bạn bè người thân của mình đến với nhà Mai Lisa không? Có giới thiệu nhưng mà người thấy đắt quá cho nên là không làm. Dạ. Yeah. Cho nên cũng muốn làm lắm cho nên thấy đắt. Dạ. Nhưng mà chị, đối với chị á, chị cảm thấy là nhà Mai Lisa sau khi làm dịch vụ chăm sóc da mỗi lần làm là 800.000, đặc biệt hôm nay giảm sâu nữa, nếu mà khách hàng đi nhóm 3 người thì chỉ còn 400.000 thôi. Rồi kết hợp sản phẩm thì chị thấy cái chi phí này như thế nào chị? Chi phí thì thấy là rất là ok, giá cả cho hợp lý. Nói chung là tiền đồng của nấy cũng so được với mỹ phẩm bên ngoài được. Dạ, nghĩa là hoàn toàn là bình dân và tất cả mọi người đều có thể làm được luôn đúng không ạ? Dạ. Rồi sau khi đến với nhà Mai Lisa thì thấy lượng khách đông như thế này nè, chị có cảm nhận gì không? Dạ, cảm nhận thấy là rất là tuyệt vời luôn. Hôm nay là nói chung là chị em phụ nữ đến đây là rất là tuyệt vời luôn, chị Mai làm được tất cả. Dạ, và đây là hoàn toàn là người thuật việc thuật chúng chị. Dạ, đúng. Nhưng Mai Lisa không có cài cấm người trong này luôn ha. Rồi khi mà làm xong cái dịch vụ nám, da nám xong rồi, da sẹo rũa, da sần sùi xong rồi, chị có cái lời nào mà muốn gửi gắm đến những chị khách hàng mà bị những cái vấn đề da như chị trước kia không? Gửi gắm đến tất cả các chị em phụ nữ, nếu mà có tự tin thì hãy đến chị Mai Lisa làm đẹp cho tất cả mọi người. Để chị Mai đem lại sắc đẹp tự nhiên. Dạ, rồi em cảm ơn chị rất là nhiều. Và sau khi chị chăm sóc da, chị cảm thấy hiệu quả và hôm nay chị quyết định là lên luôn làm luôn môi luôn đúng không ạ? Dạ, và sau khi mà nãy chị xem qua cái giá môi thì chị cảm thấy như thế nào? Dạ, ok. Dạ. Được đó mà, vừa xử lý môi thăm mà vừa đi một lớp màu luôn mà có chi phí như thế thôi thì quá là bình dân đúng không ạ? Rồi, em cảm ơn chị Thỏ rất là nhiều nha. Dạ, chị ráng chờ em tí xíu được làm dịch vụ ha. Đây là
là lượng khách đông như trễ hội tại nhà Marisa nha các chị yêu nha. Lượng khách đông như trễ hội, đây là một trong những cái minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng cũng như là dịch vụ tại nhà Marisa. Và bây giờ ngày hôm nay chỉ mới là ngày 1 tháng 9 thôi. Và chương trình ưu đãi này á, thì sẽ bắt đầu cho tất cả các chị mình từ ngày 1 tháng 9 cho đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2023 nha. Nhân dịp đại lễ ngày 2 tháng 9 đó các chị, thì Marisa sẽ tung ra cái chương trình ưu đãi giảm mạnh giảm sâu cho tất cả các chị yêu luôn. Đó là giảm 20% cho tất cả những cái dịch vụ làm đẹp tại nhà Marisa, áp dụng cho khách hàng khi các chị đến trực tiếp tại chi nhánh một mình hoặc là các chị đặt mua hóa đơn online. Nếu như các chị đi nhóm 2 khách trở lên, các chị sẽ được giảm 30% cho tất cả những dịch vụ làm đẹp, và đi nhóm 3 khách trở lên, các chị sẽ được giảm 50% cho tất cả những cái dịch vụ làm đẹp tại nhà Marisa luôn nha. Ví dụ như làm chân mày thì ưu đãi cho tất cả các chị yêu chỉ còn với cái giá là 450.000 đồng, là các chị đã có ngay một cái cặp chân mày xinh rồi, các chị không còn phải tốn thời gian tô vẽ vẽ luôn. Và các chị vẽ chân mày ở đây là ai vẽ? Chuyên viên tay nghề cao, kỹ thuật giỏi, có thâm niên, có mắt thẩm mỹ vẽ cặp chân mày cho tất cả các chị mình. Bởi vậy nên là các chị đừng có lo lắng là chân mày làm xong có phù hợp với gương mặt của mình hay là không nha. Đến với Marisa là ai cũng sẽ có một cặp chân mày phù hợp nhất đối với gương mặt của tất cả các chị mình luôn. Và với cái công nghệ phun môi tại nhà Marisa, nếu như các chị đi nhóm 3 khách trở lên thì giảm từ cái giá là 1.300.000 đồng, giảm 50% chỉ còn với giá là 650.000 đồng thôi. Hoặc là ai bị nám, bị tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi đó các chị, hỗ trợ dịch vụ làm đẹp da nám bằng công nghệ tiên tiến hiện đại, và hai cái công nghệ mà Marisa sẽ xử lý, công nghệ loại bỏ nám tuyệt vời tại nhà Marisa, đó là công nghệ Waking Laser Betra và công nghệ Pixel Show 2 nha các chị nha. Cả hai công nghệ này sẽ hỗ trợ làm căng da nè, nhặt hết sạch nám này, thu nhỏ lỗ chân lông này, hỗ trợ trẻ hóa làn da cho tất cả các chị yêu với cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, từ 800.000 đồng, đi nhóm 3 khách trở lên chỉ còn 400.000 đồng thôi nha. Và đặc biệt là với sản phẩm, tất cả những cái sản phẩm của Dr. Mesic các chị sẽ được giảm 20% nha các chị. Toàn bộ sản phẩm Dr. Mesic sẽ được giảm 20% luôn. Bộ sản phẩm N3 giảm mạnh giảm sâu cho tất cả các chị yêu chỉ còn 2.100.000 đồng. Bộ sản phẩm D1 là bộ combo để làm đẹp da trắng da xe cái lửa chân lông chỉ còn với giá 1.550.000. Bộ combo D19 là bộ dành cho những làn da bị mụn nhiều, dầu nhờn nhiều, sẹo rộ, dầu nhờn nhiều, lỗ chân lông to và thâm do mụn để lại chỉ còn với giá là 1.599.000 đồng. Và bộ sản phẩm F1 là bộ combo dành cho làn da sẹo rỗ nha, chỉ còn với giá là 2.100.000 đồng thôi. Và khi các chị đặt mua một trong 4 bộ sản phẩm này, các chị sẽ được tặng kèm theo một cái sản phẩm, đó là xịt tẩy lông an toàn chuyên nghiệp tại nhà trị giá 420.000 đồng nha các chị yêu nha. Mua càng nhiều giảm giá càng sâu như các chị. Và nếu như các chị cộng dồn lại tổng hóa đơn sản phẩm của các chị chỉ còn trên 2.500.000 đồng là các chị sẽ được tặng kèm theo một cái thẻ dịch vụ chăm sóc da công nghệ cao. Thẻ này các chị được toàn quyền sử dụng trên 15 cơ sở tại nhà Marisa luôn nha. Và các chị sẽ có giá trị sử dụng trong thời gian là nửa năm, 6 tháng trời. Cho nên là các chị thoải mái sắp xếp thời gian được tặng thẻ này, cứ dự đó cho em. Mình đến để mình được xử lý nám, đến để được xử lý tàn nhang, đến để được loại bỏ mụn và làm sạch cái lỗ chân lông, hỗ trợ làm đầy da sẹo rỗ cho làn da của tất cả các chị mình luôn nha. Ưu đãi cho tất cả các chị yêu chỉ còn với giá là 400.000 đồng thôi nha các chị. Thẻ này sẽ có giá trị trong thời gian 6 tháng nửa năm trời cho tất cả các chị em luôn. Cho nên là các chị cứ thoải mái nha, mình chủ động thời gian của mình. Những ai bị nám đinh, các chị sử dụng bộ sản phẩm N3, da của các chị sẽ cải thiện được 70-80% rồi. Thế thì còn 20% còn lại thì các chị có thể sử dụng cái dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại giúp Marisa nha, sẽ hỗ trợ lấy sạch đi tất cả những cái chân nám ra khỏi làn da của các chị và rút ngắn được cái liệu trình làm đẹp da nám đối với làn da của tất cả các chị em nha. Dạ rồi các chị ơi, các chị thấy khách hàng nhà Marisa mới buổi sáng thôi mà lượng khách hàng vô cùng đông luôn các chị. Và nhân dịp cái đại lễ này, các chị yêu mình tranh thủ đến với nhà Marisa để mình làm đẹp thả ga mà hoàn toàn không lo về giá các chị nha. Chương trình của nhà Marisa sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 10 tháng 9. Những chị yêu nào ở gần 15 cơ sở chi nhánh của nhà Marisa thì các chị hãy đến với nhà Marisa để làm đẹp thả ga nha. Đi một người giảm 20%, đi hai người giảm 30% tất cả dịch vụ, và đi ba người giảm giá 50% tất cả những cái dịch vụ của nhà Marisa. Bên cạnh đó, những sản phẩm Dr. Magic cũng giảm sâu, giảm mạnh 20% cho tất cả chị mình. Và khi mà các chị mua hóa đơn sản phẩm trên 2.500.000 đồng, các chị sẽ được tặng kèm một cái thẻ dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ cao. Còn khi mà các chị mua những cái bộ siêu phẩm tại nhà Marisa như bộ N3, B1, F1 và B19 thì các chị sẽ được tặng ngay tặng liền một chai sản phẩm tẩy lông chuyên nghiệp an toàn hiệu quả ngay tại nhà, trị giá là 420.000 đồng các chị nha.
Và ngoài ra những dịch vụ của nhà massage, massage còn có dịch vụ giải phẫu triệu phẫu thẩm mỹ, nâng cung chân mày nè các chị, nâng mũi siêu toàn hình nanoform, hoặc chị nào có cái bụng mỡ phía dưới đó, nó dư nhiều quá, bây giờ làm cho đôi mắt của chúng ta bị già nua, bị héo úa đúng mà, mình sử dụng ngay dịch vụ này cho em nha. Thì cái chi phí từ cái giá gốc là 12 triệu giảm sâu giảm mạnh cho tất cả các chị mình, chỉ còn một cái giá là 6 triệu đồng. Và nhân dịp đại lễ này các chị ơi, các chị tranh thủ đến với nhà massage đi, ở Hà Nội Malisa có nè, ở số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Ở thành phố Vinh, Malisa có chi nhánh là số 3 tòa nhà Vincent Cha, Nguyên Hải, thành phố Vinh, Nghệ An. Còn ở Buôn Ma Thuột sẽ là số 69-71 Ngô Quyền, Tấn Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Còn ở chi nhánh Đà Nẵng dưới chân Cầu Rồng, các chị ghé cho em số 97-98 9799 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng các chịu nha. Còn bên cạnh đó các chịu nào mình ghé cho em Bình Dương, E3-16 tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Gia, Thuận An, Bình Dương. Ở thành phố Hồ Chí Minh ghé cho em số 88 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ở Cần Thơ miền Tây các chị ghé cho em số 67 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và ở chi nhánh Đào Ngọc Phú Quốc các chị ghé cho em số 98 đường 30 tháng 4, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang. Và bên cạnh đó mai xa còn rất là nhiều cái dịch vụ sản phẩm nữa. Nếu mà chị nào là khách hàng mới tại nhà Mai Sa, các chị chưa biết nhà Mai Sa làm có hiệu quả an toàn hay không, thì các chị có thể vào cho em cái hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng chị Malisa. Malisa sẽ ghim cái hội nhóm này phía bên dưới phần bình luận. Các chị nhấp vào cái hội nhóm cho em, hơn 306.000 khách hàng thành viên, người thật việc thật, các chị tự do vào đây ngôn luận các chị nha. Đặt thêm những cái câu hỏi ví dụ như nhà Mai Sa làm da nám có hiệu quả hay không và làm mấy lần là hết nám, thì các chị cứ tự tin mạnh dạn đặt câu hỏi ngay tại trong cái hội nhóm này cho Mai Sa nha. Và khi các chị đủ tự tin tin tưởng rồi, các chị quay lại livestream này, nếu như mà chị nào chưa sắp xếp được thời gian đến với 15 cơ sở chi nhánh nhà Mai Sa, các chị có thể mua hóa đơn dịch vụ online hoặc mua sản phẩm online giảm giá sâu, giảm giá mạnh 20%. Còn chị nào có điều kiện mình cứ đến 15 cơ sở chi nhánh trong thời gian này các chị nha. Đi một người thì giảm 20%, đi hai người thì giảm 30% và đi ba người thì giảm 50% cho tất cả chị mình. Và đặc biệt nhà Mai Sa có dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ cao. Đối với những chiêu nào mà làn da của chúng ta bị nám mảng, nám đinh, tàn nhang, đốm nâu, đồ mồi trên da, các chị khi mà bước chân đến với nhà Mai Sa nha, sẽ được bộ phận là tư vấn các chị. Đây các chị quan sát thấy giúp em nha, sẽ có một bộ phận tư vấn hiện trạng da cho các chị mình, sử dụng công nghệ phù hợp đối với làn da. Và Mai Sa sẽ có hai công nghệ chính lên trên cái làn da các chị. Đầu tiên sẽ là công nghệ Whitening Spectra, thì công nghệ này sẽ hỗ trợ chiếu một cái ánh sáng với cái tia định hình đi sâu tới lớp trung bì và hạ bì của làn da, nghiền nát cái chân nám trong da các chị và đào thải ra bên ngoài. Công nghệ thứ hai sẽ là công nghệ trẻ hóa làn da, khi mà các bác sĩ chị chiếu một cái thông số ánh sáng dưới cái làn da chị nha, sẽ thông qua một cái thấu kính hội tụ tạo lên hàng ngàn tia vi điện trong da, thì khi này sẽ giúp tăng sinh collagen trong da một cách tự nhiên. Collagen càng nhiều da các chị càng căng, collagen càng nhiều da các chị càng mềm, càng mướt, càng mịn và lỗ chân lông càng ngày được xê khít các chị nha. Đối với dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ cao tại nhà Mai Sa, khi mà các chị đi ba người đến với nhà Mai Sa thì giảm giá sâu, giảm giá mạnh, chỉ còn một cái giá là 450 đồng. Và những cái trường hợp da nám em tư vấn rồi, da mụn, da sẹo rỗ này các chị, hoặc là những chị nào mà da của chúng ta mình chỉ còn đi trẻ hóa làn da, mình cũng có thể đến với nhà Mai Sa để làm dịch vụ này luôn các chị nha. Còn ngoài cái dịch vụ làm da nám, Mai Sa có dịch vụ nâng mũi siêu tạo hình nanoform, thì cái dịch vụ này là dịch vụ siêu hot tại nhà Mai Sa luôn các chị. Chị nào mà mũi hết, mũi tẹt, mũi ngắn đúng không ạ, thì cứ qua nhà Mai Sa, mũi hết thì Mai Sa sẽ kéo dài đầu mũi ra, mũi tẹt, mũi ngắn thì mũi tẹt thì Mai Sa sẽ nâng cao sống mũi các chị lên, tạo cho các chị một cái dáng mũi S-line hài hòa tự nhiên phù hợp với nét phụ nữ Á Đông cho các chị mình. Và khi mà các chị đến với nhà Mai Sa làm nha, chất liệu sụn của nhà Mai Sa là chất liệu sụn nhập khẩu từ ngoài trở về và đã được Bộ Y tế cấp phép. Phòng ốc này, cơ sở nhà Mai Sa khang trang, trang thiết bị đạt chuẩn 5 sao. Các chị thấy không ạ, lượng khách hàng của nhà Mai Sa đông. Và khi mà lượng khách hàng đông như vậy là nhà Mai Sa sẽ đảm bảo chất lượng trên từng chị khách hàng. Nếu như vậy bây giờ chị đến với nhà Mai Sa, khách đông quá, Mai Lisa làm ẩu thì Mai Sa sẽ mất khách hết luôn mà, đánh mất thương hiệu 25 năm của chị tổng giám đốc Mai Sa gây dựng nên. Cho nên Mai Lisa tuyệt đối không làm bậy, làm ẩu hay là làm ẩu tại cho các chị mình. Mà khi mà các chị đến, các chị sẽ trải qua những cái bộ phận như là tư vấn nè, khi các chị lên phòng dịch vụ các chị làm sẽ trải qua những cái bộ phận là giám sát nè, chất lượng nè, quản lý phòng buồng nè, quản lý chuyên môn nè các chị, hoặc là bộ phận đó là giám sát chuyên môn đúng không ạ, giám đốc chi nhánh. Khi mà các chị làm xong đẹp rồi, Mai Lisa mới cho các chị về, chứ không phải là làm xong mà các chị chưa nghĩ là Mai Sa cho các chị về đâu. Và đối với những dịch vụ phun mày, phun môi, phun mí là tại nhà Mai Sa, thì Mai Sa sẽ cấp phiếu bảo hành cho tất cả chị mình trong vòng 3 tháng nha. Cho nên nếu mà bây giờ các chị làm cái dịch vụ chân mày, phun, làm cái dịch vụ là phun mày, chà mày xương bay đúng không ạ, thì khi mà các chị làm, Mai Lisa đảm bảo cho các chị là làm là phải đẹp, tự nhiên, sang trọng. Và khi làm xong sẽ cấp phiếu bảo hành 3 tháng. Trong vòng 3 tháng này, nếu như mà chịu
nào thấy thiếu một đường kim mũi mật nào đó thì các chị cũng có thể tự tin quay lại nhà massage để mình bảo hành miễn phí, hoàn toàn không có lo tính tiền thêm các chị nha. À, và em sẽ nói qua một tí xíu về cái quy trình khi mà khách hàng đến với nhà massage làm dịch vụ nhé. Là khi khách hàng đến với nhà massage từ cái khâu mà bảo vệ thì chị em chúng ta sẽ được là các bảo vệ tiếp đón để gửi xe này. Rồi lên tầng lầu thì có anh Lễ Tân ở ngoài cửa đây ạ. À, đây ạ. Chị em chúng ta có thấy anh Lễ Tân ngoài cửa không ạ? À, sẽ đăng ký dịch vụ trước cho tất cả các chị em mình và đưa cho mình một cái tờ phiếu gọi là tờ phiếu đăng ký làm dịch vụ để đây em mượn nhé. Chị ơi cho em xin mượn của chị cái tờ này tí nha. Đây, đây là một tờ đăng ký làm dịch vụ nha. Đây là số thứ tự để chúng ta làm này. Đó, mỗi một chị sẽ có số thứ tự này. Đi bao nhiêu người thì có. Đó, có vào ở đây nha. Đi bao nhiêu người vào chúng ta sẽ đọc thông tin của người thân mình vào để được áp dụng những chương trình giá giảm. Và ở đây sẽ có tên dịch vụ ở đây. Giá giảm ở đây, giá giảm ngày thường này. Đi một người được giảm 20% có giá cụ thể ở đây luôn. Đi hai người được giảm 30% có giá cụ thể ở đây luôn. Và đi 5 người được giảm 50% thì có giá ở đây sẵn cho chị em chúng ta đăng ký. Và như chị em chúng ta cũng thấy cái bảng giá này rất là cụ thể. Và với bảng giá này là massage sẽ đảm bảo về chất lượng và không phát sinh thêm chi phí ngoài luồng. Nên chị em chúng ta yên tâm, ví dụ cặp chân mày ở đây bình thường massage là 900. Đi một mình thì giảm được còn 720, nhưng mà đi ba người thì chỉ còn 450 đồng, vẫn đảm bảo về chất lượng, quyền lợi, chế độ bảo hành, chế độ hồi máy giống như nhau, nó chỉ khác nhau về cái giá thôi ạ. Cho nên không phải gọi đây là một cái dịp gọi là đại hội làm đẹp cho tất cả các chị em mình nha. Đại hội làm đẹp thả ga không lo về giá cho tất cả các chị em mình. Về tất cả các dịch vụ đều ghi đó ở đây, về sản phẩm cũng có ở đây luôn. Cái tờ này hai mặt nha mọi người nha, tờ này sẽ có hai mặt, mặt dịch vụ và mặt sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm chị em chúng ta muốn đăng ký có sẵn ở đây. Và chị em chúng ta khi được phát tờ phiếu này rồi thì còn được vào quầy tư vấn. Đây, đây là quầy tư vấn của nhà massage và các bạn ngồi ở đây là các bạn tư vấn viên nhìn vào hiện trạng thực tế của từng khách hàng, tư vấn những dịch vụ cụ thể chính xác phù hợp với tất cả các chị em mình để chúng ta có quyết định là làm dịch vụ nào hay không. Khi chị em chúng ta đồng ý rồi thì lúc đó mai sau mới thu tiền dịch vụ và sẽ gửi cho mình những cái hóa đơn. Chị nào cũng sẽ được phát phiếu hóa đơn dịch vụ nhà đây. Đó, bill đây, đây là bill này đó, bill đó là chị em chúng ta cũng được giữ bill và về nhà chúng ta sẽ xem thử là cái chi phí dịch vụ sản phẩm của chúng ta làm có chuẩn chính xác hay không, đều được kiểm tra kiểm duyệt hết đơn á. Và sau khi làm là chúng ta có thấy là bạn sẽ được giữ lại hiện trạng, tất mỗi khách hàng sẽ được giữ lại hiện trạng của mình, hiện trạng trước khi làm như thế nào. Và ở đây đây chúng ta có thấy bạn áo vest, bạn nữ áo vest này không ạ? Đây chính là quản lý quầy tư vấn nha. Đó, nên là khách hàng nào cũng sẽ được đảm bảo chất lượng hết đơn á, kể cả từ khâu tư vấn cũng có quản lý mà sẽ cho chị em chúng ta xem hiện trạng này, biết trước hiện trạng sau khi làm nó như thế nào luôn, để chúng ta xem thử mình làm xong là cái dịch vụ này nó là như vậy đó. Đó, làm ra thì phải cần có những cái hạt ghi điểm như vậy đó, chúng ta cũng xem kỹ nha. Đây là quản lý quầy tư vấn nha, để xem thử là đảm bảo chất lượng từ khách hàng là khách hàng này đã được bạn này tư vấn kỹ chưa, mặc dù là tư vấn viên của nhà massage đã được đào tạo bài bản và kinh nghiệm lâu năm nghề, đều được cái thân chỉ massage đào tạo hết đơn á. Nhưng mà quản lý kiểm soát lại một lần nữa, và các lầu dịch vụ của nhà massage đều có này, giám sát chất lượng, quản lý chất lượng. Rồi lát nữa em sẽ cho tất cả các chị em mình xem luôn cả giám đốc chi nhánh nữa, rồi giám đốc điều hành, giám đốc chuyên môn tại nhà massage, và chi nhánh nào cũng phải đảm bảo các câu kiểm duyệt chất lượng như vậy để đảm bảo cho tất cả các chị em mình là chị nào để phát sinh, dù là giá nào đi chăng nữa thì tất cả các chị em mình đều được đẹp, đều được xinh. Và đến với nhà massage chúng ta thấy bạn ngay ngoài cửa đây lượng khách vào liên tục luôn. Ở cái lượng không khí tại nhà massage rất là nhiệt luôn, nhưng mà sao ở massage đâu có phân biệt chị này đi bảo hành hay chị này làm dịch vụ đâu, cứ chị nào vào trước bóc số nhỏ làm trước, chị nào đi sau thì bóc số làm sau, cứ như vậy giùm em. Nên là tất cả các chị em ơi, tranh thủ đến sớm với nhà massage trên toàn bộ hệ thống để chúng ta được làm đẹp bẩm sinh. Và song song với cái live stream lượng khách đông này thì các chi nhánh khác của nhà massage cũng hiện tại đang live stream lượng khách đông tại từng chi nhánh luôn. Rất là nhiều chi nhánh của nhà massage với lượng khách rất là đông nha. Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên bùng nổ chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm sâu cho toàn bộ dịch vụ và sản phẩm tại nhà massage thôi, nhưng mà lượng khách của nhà massage luôn luôn là nhiệt như thế này, rất là đông đúng không ạ? Đi lâu đi lễ đi vào liên tục chưa có đá luôn, vào liên tục luôn. Đó là không khí của nhà massage luôn luôn náo nhiệt như thế này. Và chính như chị em chúng ta thấy, một cơ sở thẩm mỹ mà lượng khách đông như thế này
thì là điều gì đây ạ? Minh chứng rõ nhất cho chất lượng cũng như sản phẩm tại nhà Mai Sa, phong cách dịch vụ và chất lượng tại nhà Mai Sa phải đảm bảo tốt, làm đẹp cho tất cả các chị mình thì mới được sự yêu thương yêu quý của chị em mình nhiều đến như vậy, đúng không? Còn giá giảm bao nhiêu đi chăng nữa mà chỉ cần một lần một chị nào đó thôi làm không đẹp, làm không xinh thì chị em chúng ta có dám đến làm không? Không, đúng không? Không đúng không ạ? Cho nên chị em chúng ta yên tâm đến với nhà Mai Sa, và lượng nhân viên của nhà Mai Sa vô cùng là đông. Nào là nhân viên lễ tân, nhân viên tư vấn, nhân viên thu ngân, nhân viên tiếp đón, nhân viên phát số tư tử, nhân viên đưa các chị em chúng ta lên lầu, nhân viên đưa sản phẩm cho chị em chúng ta nữa, rồi các chuyên viên nữa. Và em đây là chuyên viên live stream đó, là đang tư vấn cho tất cả các chị em mình. Cho nên tất cả các chị em mình khi đến với nhà Mai Sa cứ yên tâm nha, khách là khách thật, Mai Sa live stream là người thật, việc thật cho tất cả các chị em mình thấy. Và minh chứng cho tại nhà Mai Sa là chất lượng dịch vụ, đảm bảo làm đẹp làm xinh, giá cả hợp lý bình dân. Mai Sa luôn thiên luôn tạo ra giá trị là gì? Làm đẹp giá bình dân, hàng thương hiệu giá bình dân, để cho tất cả các chị em mình từ giàu đến nghèo, từ nông thôn thành thị, tất cả các chị em mình ai cũng đẹp, ai cũng được xinh với chi phí hợp lý bình dân nhất. Nên nhờ tất cả các chị em mình, nhờ tất cả các chị em mình hãy chia sẻ livestream này giúp Mai Sa nhé. Mình chia sẻ về từng Facebook cá nhân, chia sẻ vào trong các hội các nhóm để Mai Sa lan tỏa thật nhiều nữa. Chị em chúng ta cùng biết tới với nhà Mai Sa, cùng quay nhà Mai Sa làm đẹp nha. Chi phí thì vô cùng là bình dân luôn, đặc biệt là với cái đợt chương trình ưu đãi khuyến mãi lần này thì nó giá nó còn mềm hơn nữa, giá còn ưu đãi hơn nữa nha. Các chị ơi, các chị thấy cái lượng khách tại nhà Mai Sa ông livestream gần cả một tiếng đồng hồ luôn mà lượng khách vẫn đông, mặc dù là các chị thấy cái dàn nhân viên tư vấn tại nhà Mai Sa ông rất là đông nha, gồm còn cả gần 50 bàn ở làm việc công sở luôn, từ sáng tới giờ là các bạn tư vấn liên tục, thậm chí là nhiều bạn nói là không kịp uống nước luôn, nhưng mà chưa kịp giải quyết được cái lượng khách mà cứ vào tấp nập như này nè các chị, thì các chị đủ hiểu được rằng là cái lượng khách hiện tại cho đến tại thời điểm bây giờ, từ sáng đến giờ là Marisa đã giải quyết được bao nhiêu chị khách hàng lên làm dịch vụ rồi nha các chị nha. Các lầu dịch vụ tại nhà Marisa, lầu làm mày, lầu làm môi, rồi dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại hiện tại là đều full phòng hết trơn luôn rồi. Nhưng mà các chị yên tâm, cái lượng nhân viên tại nhà Mai Sa cũng rất là đông, cho nên là các chị cứ yên tâm nha. Đến với Mai Sa là các chị sẽ được giải quyết làm trong ngày nha các chị. Và Mai Sa thì không có đặt lịch trước đâu, ai đến trước thì mình sẽ lên làm trước nha các chị nha, ai đến sau thì mình sẽ làm sau, để đảm bảo được cái nhu cầu quyền lợi cho tất cả các chị em mình luôn. Và các chị ơi, không chỉ có nữ đâu nha, mà em thấy rằng là ngày hôm nay với cái chương trình ưu đãi như thế này thì các chị gái còn dẫn thêm chồng của mình hoặc là dẫn thêm con trai của mình để mà đến với Mai Sa làm đẹp. Tại vì Mai Sa đâu phải là chỉ mang tới vẻ đẹp cho chị em phụ nữ, mà Mai Sa còn có làm dịch vụ như là xử lý môi thâm cho nam nè, rồi dịch vụ làm đẹp da sẹo rỗ, da mụn dành cho nam nha các chị nha. Cho nên là nếu như mà chồng của mình hay là con trai của mình gặp những cái vấn đề như là bị mụn này, bị sẹo rỗ trên làn da và làm cho làn da con em của mình không có tự tin á, thì mình tranh thủ mình đến với Mai Sa đây các chị. Dịch vụ tại nhà Mai Sa công nghệ tiên tiến hiện đại giúp giải quyết tất cả những vấn đề, cải thiện làn da của các tất cả các chị mình luôn. Bình thường các chị làm phải là 1.6 triệu nha, nếu như mà lâu lâu có cái chương trình ưu đãi cũng sẽ là 800.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay khi mà các chị đặt mua online hoặc là các chị đến trực tiếp tại chi nhánh nhà Mai Sa thì sẽ được giảm 20%. Các chị giảm các chị đi nhóm 3 người thì sẽ giảm 50% cho mình luôn. Thì bộ sản phẩm ưu đãi cho tất cả các chị yêu chỉ còn với cái giá là 400.000 đồng thôi nha các chị nha. Rất là nhiều khách hàng ngày hôm nay đến với Mai Sa không phải là đi một mình đâu, mà đi 2 người, 3 người, 4 người, đi nhóm 5 người luôn. Bởi vì sao? Các chị đi càng nhiều thì giảm càng sâu, đi càng nhiều thì giảm càng nhiều nha các chị nha. Chưa kể là các chị còn được tặng quà nữa. Ví dụ như là các chị mua những cái bộ mỹ phẩm hot thiết tại nhà Mai Sa như là bộ N3 này, bộ B1 này, bộ B19 này, bộ F1 này thì nó sẽ hỗ trợ tặng cho tất cả các chị mình một cái chai sản phẩm, đó là xịt tẩy lông an toàn chuyên nghiệp tại nhà, trị giá 420.000 đồng nha. Còn nếu như các chị mua tổng hóa đơn sản phẩm của mình trên 2.500.000 đồng là các chị sẽ được tặng một cái thẻ dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại tại nhà Mai Sa nha các chị. Đây, cái lượng khách tại nhà Mai Sa, các chị thấy mà, khi các chị bước vào làm là các chị sẽ được phát số thứ tự trước nha, và phát một cái tờ phiếu thông tin. Các chị muốn làm dịch vụ gì thì mình cứ tích vào trong đó. Thì khi mà các chị được vào quầy tư vấn á, các bạn tư vấn viên sẽ nhìn vào cái hồ sơ của các chị, coi thử là cái nhu cầu của các chị muốn làm dịch vụ gì. Thì các bạn
bạn sẽ tư vấn rõ từng dịch vụ đó đối với khách hàng đó nha các chị nha. Tại vì mỗi khách hàng khi mà tới làm đẹp sẽ có một cái hiện trạng khác nhau. Làm đẹp da nám thì có người bị nấm đinh, nấm mảng, rồi có người bị mụn, rồi bị sẹo rỗ đúng không? Rồi có người là da yếu, da chưa từng sử dụng qua kem trộn, kem lột tẩy. Nói tóm lại là sẽ tùy vào hiện trạng thực tế của tất cả các chị mình để Manisa tư vấn cho các chị mình làm cái dịch vụ chuẩn nhất, chính xác nhất để khi các chị bỏ đồng tiền ra, kể cả các chị bỏ ra cái đồng tiền trong cái chương trình ưu đãi như này là một cặp chân mày 450 đi, hoặc là làm một bộ môi 650.000 đồng, thì cái các chị nhận được phải là cái hài lòng. Khi các chị hài lòng thì các chị mới giới thiệu thêm khách cho nhà Mai Sa. Khi các chị hài lòng thì các chị mới dẫn thêm người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của mình đến với Mai Sa làm đẹp. Thì đó là một trong những cái nguyên tắc tại nhà Mai Sa, và đó là lý do tại vì làm sao khách hàng tại nhà Mai Sa đông như trễ hội là như vậy nha các chị nha. Lượng khách càng ngày càng đông, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng bền vững duy trì tại nhà Mai Sa. Và Mai Sa đặt cái chất lượng là chăm sóc khách hàng lên hàng đầu, vì Mai Sa có luôn một cái đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn. Những nơi khác các chị làm đẹp thì em không biết, nhưng mà tại nhà Mai Sa, kể cả khách hàng làm mày, làm môi, làm da hay là làm bất kỳ một cái dịch vụ gì, kể cả các chị mua sản phẩm cũng vậy, thì các chị sẽ được nhân viên Mai Sa chăm sóc tận tình, có nghĩa là chăm sóc qua Facebook, chăm sóc qua Zalo, và cho tất cả các chị mình những cái thắc mắc nào các chị còn nhắn tin gọi điện thôi, sẽ có bạn túc trực và trả lời cho tất cả các chị mình luôn nha. Bởi vậy nên các chị bỏ cái đồng tiền tại nhà Mai Sa, các chị sẽ nhận được cái sự hài lòng nha. Rồi các chị ơi, hiện tại lượng khách tại nhà Mai Sa cực kỳ là đông, nếu như các chị có nhu cầu làm đẹp thì em mời các chị mình tranh thủ nha, mình đến với cơ sở của tất cả các chị mình để mà mình được làm đẹp nha các chị. Mua dịch vụ, mua sản phẩm thì Mai Sa cũng đang ưu đãi giảm giá cho tất cả các chị mình luôn, giảm mạnh, giảm sâu nha các chị nha, giảm 20% cho tất cả những cái sản phẩm tại nhà Mai Sa và đồng thời giảm luôn dịch vụ. Còn nếu như các chị mua những bộ sản phẩm thì sẽ được giảm nhiều và giảm sâu hơn cho tất cả các chị mình nha. Đây, nếu như mà chị em nào ở gần thì em mời tất cả các chị mình trong thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, chương trình ưu đãi diễn ra chỉ có vài ngày thôi. Ai ở gần thì các chị hãy tranh thủ đến ngay 15 cơ sở Mai Sa gần nhất để các chị được làm đẹp nha. Ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh, ở Bình Dương, ở Vinh, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và ở cả Phú Quốc, Mai Lisa cũng sẽ có chi nhánh cho tất cả các chị mình để phục vụ nhu cầu làm đẹp nha. Còn nếu như chị em nào mà các chị chưa đến được á, thì mình cứ đặt mua dịch vụ online. Ví dụ như là các chị mua hóa đơn cọc trên cái livestream này, mua dịch vụ phun mày, phun môi, phun mí, để lại số điện thoại trên live này cho em nha, thì sẽ có nhân viên Mai Sa alo gọi điện cho các chị và gửi hóa đơn cọc về tận nhà luôn. Hóa đơn cọc này sẽ có giá trị trong thời gian 4 tháng nha các chị nha. Trong thời gian 4 tháng cho tất cả các chị mình luôn. Và cảm ơn tất cả các chị mình rất là nhiều vì nãy giờ các chị đã theo dõi cái livestream này tại nhà Mai Sa. Kính chúc cho tất cả các chị mình có một buổi sáng thật là vui vẻ và một ngày đại lễ thật là hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị mình luôn ạ.